Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán tính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc truyện Chỉ Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào chuyên mục Đọc truyện Buổi Trưa ngày hôm nay và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Giao Ninh gửi đến cho quý vị tập 18 của câu chuyện Giá của Cái Nghèo. Lại tiếp tục là những tình huống vô cùng là khốn nạn của anh chàng Tiên Hiếu sau khi mà trở về bên cạnh ông Đỏ và cố gắng chiếm hết đất của gia đình nhà ông Tuất Quý vị biết rồi đấy cái giấy ký nợ mà Hiếu đưa cho ông Tuất không phải là giấy ký nợ bình thường mà đó chính là giấy ông ấy gán nhà cho Hiếu nếu như không trả nợ đúng thời hạn. Và ngày hôm nay Hiếu lại tiếp tục gây tội. Chuyện gì lại tiếp tục xảy đến với Hiếu, gia đình của ông Đỏ? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của tập 18 ngay bây giờ. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tiền ái ngại lắc đầu không chắc Bút xa thì gà chết Nói mồm xuông còn được Chứ đã đụng đến giấy tờ Thì mọi chuyện coi như xong Ông lang hòm hèm đi từ trong buồng ra Ngồi trên sập cạnh con trai Ông thở dài nói với gạo Nói ra thì lại bảo suối người khác chưa bác thấy thằng Hiếu này chẳng tốt như cái mã ngoài đâu Mấy lần bác nói với thầy mày rồi Nhưng mà ông ấy không hiểu ý Làm cái gì thì làm Chưa đừng liên quan gì đến thằng Hiếu không phải bỗng tự nhiên người ta nhắc đến thằng hiếu với nỗi ám ảnh tham lam sống bẩn đâu ngày xưa mày chưa đẻ ra ông đỏ còn xin cho nó đi tù đấy gạo chỉ biết gật đầu anh kiên không giúp được gì thì coi như chẳng còn ai giúp được nữa càng nghĩ cô lại càng cảm thấy có lỗi với ông tuất thằng anh trai tham lam nhưng toàn người nhà xấu hổ nói chuyện nhà ông tuất không được gạo lại xin về chuyện của mộ cô hường nếu bây giờ muốn xin cải táng mộ người chết nhưng lại không phải người thân thích có làm được không anh kiên em muốn cải táng mộ cho ai nếu cải táng mộ cho người nhà thì được nhưng mộ của người khác thì phải làm đơn lên xã họ đồng ý mới làm cho em hỏi cho ông bà chín làm bên trại lợn mộ cô ấy không biết làm sao mà sập dệ em nghi là có kẻ gian đào mới lấy hài cốt cho nên người ta muốn kiểm tra sang quan tài khác anh ạ à. Bà về lúc sống cô Hường Có ở cùng với ông bà Chín Kiên gật đầu Nói thế nào thì phải làm đơn lên xã Cạo chỉ muốn kể qua loa cho Kiên nắm đủ ý Tránh nhắc chuyện cúng bái Bà vì anh cũng là cán bộ an ninh Ghét nhất là chuyện mê tín dị đoan Cạo ngồi chuyện trò phía một lúc Thì Kiên để ý cái kẹp tóc trên đầu cô gạo Anh trêu cô Này, thằng nhân tặng có phải không? Gớm khổ, ông nhõi này muốn tặng người yêu lại chả biết chọn cái gì lại bảo vợ anh mua hộ đấy bà xin phép nhỉ nó đi tập huấn lần này chắc là lâu mới về có nhớ nó không để anh bảo nó về thăm bị trêu gạo đỏ bừa mặt lắc đầu ông lăng nghe vậy thì cũng vun vào phải đấy thương nhau hai nhà biết cả rồi nghỉ năm nay thì cưới ngay đẻ một đứa tao với lão đỏ ở nhà trông cho sang năm đi học thì cứ đi cũng to đầu cả rồi chờ đợi cái gì tuổi còn trẻ vội vàng gì à bác thôi cháu về đây gạo lấy cớ chuồn về ngay gạo biết tình cảm của nhân đối với mình là nghiêm túc song nhà không có điều kiện gạo không muốn bàn chuyện cưới xin trong khi đứa chị đám cưới đòi hỏi món này món kia thì gạo muốn sau này học xong kiếm tiền mới về làm đám cưới trung quy lại cưới chỉ là đãi khách còn ở với nhau lâu dài mới là quan trọng. Tối hôm ấy gạo không ngủ được, bởi vì ngày mai gặp ông Tuất, cô không biết phải nói gì với ông. Ông là người bị hại, xong lại để một thằng cướp giữa đường thanh thiên bạch nhật là cán bộ trắng trợn ăn mất. Đấy, đôi khi sự thật mà không có tiền thì vẫn bị bóp méo cả thôi. Cuối cùng cái suy nghĩ dày dứt cũng theo gạo chìm vào giấc ngủ. Cô gái nhỏ bé nhưng luôn bị quàng vào đầu những chuyện không phải của mình, Chính nghĩa thì luôn thua thiệt Khi nào cuộc đời mới để gạo được yên ổn đây Vì quá mệt Cho nên gạo ngủ rất say Khi cô bị đánh thức bởi tiếng người gào lên ồn nã Cũng là lúc 6 giờ Ôi làng nước ơi Thằng Hiếu nó phá nhà tôi Làng nước ơi ra đây mà xem Tiếng ông Tuất gào lên bất lực Xen lẫn với tiếng máy nổ ầm trời Gạo giật mình chạy ra Thì thấy cái máy xúc lù lù Đi từ bên sân nhà ông đỏ húc đổ tường nhà ông Tuất. Nó theo lệnh chuẩn bị tiến thẳng vào sân nhà ông Tuất, hòng san bằng tất cả. Ông Tuất lầy bầy run rẩy mất bình tĩnh, luống cuống đứng gào khóc. Về sau ông chạy vụt ra ngoài đường kêu oan, nhưng không ai dám can thiệp. Cuộn quá ông chạy thẳng lên ủy ban xã, vừa chạy ông vừa đeo cái bìa cắt tông trước cổ với hàng chữ. Thằng Hiếu, con ông đỏ, cướp đất nhà tôi. Cái biển này ông ghi từ đêm qua. Từ khi thằng Hiếu nó quàng vào người ông Tuất, cái mắc nợ xấu. Ông không còn được người làng nhìn mặt. Cũng có thể người ta biết ông oan, thế nhưng họ không muốn dây vào thằng Hiếu. Một thằng nửa nạc nửa mỡ, câu nói thì rất thân thiện, xong cái mặt tiền của nó lại khiến cho người ta liên tưởng đến những thằng chuyên xin đều ở các nhà ga bến tàu. Sắp sửa mất nhà, người đàn ông già gần như mất đi bình tĩnh. Ông quên đi cả hai đứa con tàn tật, mà chạy thẳng lên xã báo với chính quyền. Trần thì đau tuổi thì già, ông vừa đi vừa gào khóc, khiến ai cũng nhìn xót xa. Ông lên xã à? Để tôi chờ ông một đoạn. Một người đàn ông có việc phải lên xã gặp ông giữa cánh đồng. Ông Tuấn gật đầu lên ngay. Trên đường đi ông kể cho người ta nghe thằng Hiếu lừa ông ký giấy xiết nhà. Nhưng người đó không nói gì. Ông kể xong, họ chỉ dặn ông. Tôi cho ông đi nhờ, nhưng mà ông đừng kể với ai. Chưa thằng Hiếu nó biết tôi chờ ông đi kiện nó, nó lại thù tôi. Ông nói thì tôi biết thế, chưa thân ai, người ấy biết thôi. Tôi gánh vác thế nào được việc của nhà ông? Ông Tuất lặng thinh không nói gì, ngồi sau người đàn ông cùng làng mà lòng ông trùng hẳn xuống. Trước khi xảy ra cơ sự này, ông được người làng tôn trọng lắm, phần vì sống hiền lành tình nghĩa. Tuy nghèo, song ông Tuất và ông Đỏ luôn trong sạch, khiến người ở đây luôn kính nghề hai nữa là ông từng là bộ đội xung phong đi nhập ngũ chiến đấu vào mưa bom bão đạn để giữ gìn hòa bình cho làng cho nước thành xuân cống hiến về già thương tích đời mình ngoài được hai cái huân chương kháng chiến cùng với cái sổ hộ nghèo ông chả có gì đáng giá không những vậy hai đứa con ông tật nguyền do chất độc để lại nay hòa bình công lao ấy dần mờ nhạt đi giờ họ chỉ thấy ông tuất già nua đang dính phải lùm xùm nợ nần, đứng trước nguy cơ mất nhà, mất cửa. Chẳng ai chính trực mà đứng ra bên ông, bởi vì họ sợ mang vạ vào thân. Cán bộ ơi! Cướp! Nó cướp nhà tôi! Anh xuống cứu nhà tôi với! Trong ủy ban không có một bóng người, ngoài bảo vệ ra thì chẳng còn ai. Nói đầu hay bảo vệ đang còn ngủ, nghe tiếng ồn ào, hắn thững thững đi ra, áo còn chưa mặc nhìn thấy ông tuất hắn còn lèm bèm chửi ông mẹ kiếp già đâm ra lẩm cẩm à đã đến giờ đâu mà ồn ào tám giờ quay lại kiện thằng nào thì kiện nhưng mà anh ơi đợi đến tám giờ thì nhà tôi sập mất anh càn thẳng hiếu giúp tôi với bảo vệ lúc này chỉ nghe nhưng mà hắn ta là dân chợ búa người ta thu phục làm công cho cái chân bảo vệ để hắn đỡ cô đi quấy nhiễu hắn thừa biết hiếu đã làm gì nhà ông nên lắc đầu ông là cái người lấy tiền của nó xong ký giấy nợ đấy chứ gì vô ích thôi ông biết thằng hiếu nó cũng là người trong này cơ mà cán bộ không bênh nhau thế chả nhẽ đi bênh ông à thôi thôi ông đi về đi cầm tiền của nó rồi thì nó lấy nhà là đúng kiện kiện cái gì ông tuấn ngấn lệ nhìn hắn bây giờ ông mới hiểu người bị hại nhưng ông nghèo thì không ai đứng ra giải quyết cho ông. Bất lực, ông lại chạy về nhà. Thời điểm đấy trong sân nhà ông Tuất, máy móc đang nổ ầm ầm, người làng hiếu kỳ đứng xem rất đông. Cây máy múc hất nhẹ, hàng tường nhà ông Tuất đổ lần lượt nhanh gọn, nó phá luôn cái bếp nhà ông Tuất. Hiếu đứng trước sân chắp tay sau đít uy quyền chỉ đạo. Gạo thấy hắn phá nhà ông Tuất, thì cô rít lên. Mày bị điên à? Mày có còn là con người không? Mày không thể để cho người ta một con đường sống à? <laughs> Dành con, lại là mày. Mày cút, không tôi cho máy múc gì chết mày bây giờ. Hiếu chừng mắt quát em. Đối với hắn, gạo chỉ là một đứa trẻ con. Lúc này tiếng của những đứa con ông Tuất ú ớ bên trong nhà. Chắc là chúng nó biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng lại không thể nào chạy ra khỏi nhà. Vội vàng gạo chạy vào trong, cõng thằng lớn nhà ông Tuất ra ngoài cũng mày nó gầy gò chứ không cô không cõng được cô đưa nó băng qua bờ tường lúc này chạy thẳng sang bên nhà mình ông đang nằm trên giường cơn ho kéo dài khiến ông kiệt sức ông nghe thấy tiếng máy nổ tiếng người ta nói chuyện ông đoán có việc nhưng quá mệt ông không thể nào ngồi dậy được nữa trông thấy con gái cõng con nhà ông ông đỏ lúc này tím mặt thầy ơi thầy Thằng Hiếu nó phá nhà ông Tuất rồi. Ông ấy chạy đi báo chính quyền để hai đứa con trong nhà. Con cõng sang đây, chứ không tưởng đồ là chết hết à. Ông đỏ sững sờ. Cô tiếp tục chạy sang cõng nốt đứa còn lại. Ông đỏ lấy chút sức, vịn vào thành tường mệt nhọc đi ra. Trước mặt ông không cảnh bây giờ mười phần hoang tàn tám. Từ bên nhà ông cho đến nhà ông Tuất. Thông, phẳng lì, không một vách tường ngáng chân. Quá sốc ông đỏ ngất lịp trước hành động mất nhân tính của đứa con trai sau khi làm sập cái nhà ngang máy múc lạnh lùng tiến về hướng nhà nói không phải quá chỉ cần người dùng sức đầy thì nhà ông tuất cũng đổ chưa đừng nói là máy gạo chạy vào bên trong nhà khi cái máy múc dơ cao hết cỡ nó bổ nhẹ vào cái tường lập tức một nửa căn nhà đổ sập Cạo nhanh chân chạy qua đống đổ nát trước khi nó dáng thêm một gạo nữa khiến cả nhà sập hoàn toàn. Dừng lại! Tiếng còi tiếng người đàn ông gào lên ra lệnh khi cây gầu chỉ cách tường nhà một gang tay. Giọng người đó chính là anh Kiên. Anh chờ cả ông Tuất về. Đứng trước ngôi nhà sập một nửa, ông Tuất ngồi thụp xuống đất bần thần. Ông không khóc được, giống như thể ông trai lì cảm xúc. Có quá nhiều chuyện đau lòng xảy ra khiến người đàn ông già úa gầy mòn này không chịu được nữa. Gạo ngó qua thấy anh Kiên ở đây cô yên tâm, nên cõng nốt ông đỏ vào buồng, lấy dầu gió xoa cho ông. Ông đỏ mở mắt, song không nói được câu nào. Kiên đi đến gần hiếu, anh nói chuyện với hắn rất tử tế, mặc dù trong thâm tâm Kiên rất muốn đấm chết cái thằng khốn nạn này, nhưng anh là người của pháp luật, của nhà nước, anh đành phải kìm lòng. Sao mà vội vàng thế, chỉ là cái nhà tạm thôi phá lúc nào mà trả được không để cho ông tuất thư thư vài hôm được sao hay là mày sợ ông ấy có tiền trả lại thì mày không lấy được cái nhà này này anh kiên anh nói như vậy có ý gì lão ấy nợ tôi đúng ngày hẹn không trả được thì tôi lấy thôi giấy tờ đàng hoàng anh có muốn xem không hiếu không bằng lòng liền nói lại ngay bây giờ tiếng người xung quanh xì xào người ta nói xen vào thôi ông tuất à đằng nào cũng mất ở lại làm gì cho tổ đau lòng phải đấy giờ có tiền mà cũng không lấy lại được nhà đâu người ta nói phần vì biết hiếu sẽ không tha cho ông trừ khi ông từ bỏ phần vì nhà chỉ còn đống đổ nát ông ở lại cũng chả làm gì khẽ quệt giọt nước mắt vô thức chảy ông cười méo sạch mồm mặt ông tươi tỉnh đi ra nói với hiếu thôi tôi thừa nhận là tôi thua anh hiếu ạ à? tôi vay tiền của anh giờ anh lấy nhà của tôi là đúng rồi bác nhận ra sai trái hơi bị muộn nhưng mà không sao tôi chỉ làm đúng những gì mà chúng ta giao kèo với nhau sợ mảnh đất này là của tôi kể cả bác không đưa sổ đỏ gốc ra thì tôi vẫn làm được thành tên của tôi bác đừng quên tôi làm trên xã vâng tôi biết cả rồi tôi tôi nhận sai trước khi anh lấy nhà tôi chỉ có một nguyện vọng cuối cùng Mong anh chấp nhận. Đấy là cho tôi ở trong ngôi nhà này. Hết ngày hôm nay. Ngày mai thầy con tôi dọn đi sớm. Trước khi đi, tôi đưa cho anh sổ đỏ. Để anh làm giấy tờ chuyển đổi cho dễ. Thấy ông Tuất thành khẩn, với lại nhà cũng gần phá như xong. Hiếu cầm chắc phần thắng, nên gật đầu chấp nhận. Hắn tiếp tục giao kèo. Ở nốt hôm nay thôi đấy nha. Ngày mai tôi cho người phá nốt đấy. Vâng nhất định thế rồi tôi không nuốt lời ông tuất khẳng định thêm một lần nữa hiếu không nói gì quay đi bởi bây giờ cũng chưa rồi hắn cho thợ về nghỉ gạo bây giờ mới chạy sang thấy ông tuất cô chưa kịp hỏi ông cười nhạt nói luôn bác không sao đâu cảm ơn cháu đã đưa hai đứa nó ra ngoài cháu cho hai đứa nó ăn cơm ở đấy nhé chiều bác đón hai đứa nó về Ông Tuất nói nhưng ai cũng biết, lòng của ông đang tan nát. Anh Kiên đứng động viên ông. Bác đừng lo, cháu nói bên xã cho bác mượn nhà tình nghĩa. Làng mình còn vài cái nhà xây để trống, bác phải nghĩ đến các con, bác không được cục ngã. Bác nhớ chưa? Tôi nhớ rồi, cảm ơn anh Kiên. Người làng không thấy còn hiếu đứng đấy mới đi sang động viên ông Tuất đôi ba câu. Có người khá hơn thì ủng hộ ông ít tiền, nhưng ông từ chối Ông bảo bây giờ ông cần chưa cần. Khi nào chuyển về nhà tình nghĩa, ông sẽ xin của mọi người sau. Trưa hôm ấy gạo nấu cơm cho cả ba người nhà ông Tuất. Ông ăn nhiều lắm, ăn ba bát rồi lại xin thêm. Ăn xong ông cho hai đứa con ăn no, rồi bế lại nó sang bên nhà. Ông bảo nhà ông đỏ chật trội, không có chỗ nằm. Nhà ông còn một nửa chưa phá, nên giường vẫn nằm tạm được. Cho nên ông cõng một đứa, gạo cõng một đứa sang bên nhà ông Tuất tuy không nói nhưng gạo luôn áy náy với ông cũng chỉ vì thằng anh tham lam của mình khiến cho ông mất nhà có lẽ ông tuất cũng hiểu được nỗi lòng này của gạo số phận cả cháu ạ à. bác không trách cháu không trách gì ông đỏ hết được rồi cháu về đi bác nằm nghỉ một tí gạo gật đầu và không dám làm phiền ông thêm khi quay về gạo trông thấy hiếu đưa cô vui vầu về thăm nhà đang xây nhìn em gái đi từ nhà ông tuất về thì hắn trêu con trai của bố thấy nhà mình có to không sau này bố xây cho con một cái nhà ra đằng kia nhá nghe nó nực mà gạo muốn nhảy dựng lên vì tức nhưng mà không sao bởi chỉ có mình cô là biết đấy không phải con của hiếu và hắn không đời nào có con sống thất đức như thế gạo không bao giờ nghĩ đến đoạn trả lại cho hắn tờ kết quả để hắn nuôi con người khác, cho hắn chừa. Ông đỏ ốm nặng nên chiều ấy gạo không đi đâu, cô ở nhà chăm thầy, ngó qua thấy nhà ông Tuất im lìm, cô lại mò sang. Bác Tuất ơi! Đây, gọi cái gì đấy? Bác đi đâu về thế ạ? À? à, bác ra mộ thắp nhang, tiện thể ra đầu làng, mua tí thức ăn đi mà. Tối nay hai cha con sang nhà bác ăn cơm, bác đãi. Mai nhà bác đi chỗ khác rồi, chẳng còn là hàng xóm với nhà mày nữa đâu. Ông Tuất tuy mệt mỏi song vẫn cười tươi, giống như đang che đậy nỗi buồn, gạo gật đầu đồng ý, cô thấy thương ông Tuất vô cùng, song lại không biết làm thế nào, chỉ mong sau khi dọn đến nhà mới, ba con ông Tuất sẽ sống thật tốt và quên đi căn nhà có quá nhiều sự đau buồn ở đây. Buổi tối ngồi ngoài sân, thắp cây bóng đèn ra tận mâm sáng chói. Hôm nay ông Tuất sang chành thực sự, gắp cho ông đò và gạo mỗi người một cái đùi. Cô không ăn gắp lại vào đĩa cho ông. Bác để đấy chốc xé cho anh chị ấy ăn. Cháu ăn miếng cánh được rồi. Thầy cháu đang ốm nên không uống được đâu. Bác đừng ép. Chúng nó no, bác cho ăn trước rồi. Mày không cần phải lo đâu. Hay là mày chê bác nên mày không ăn. Gạo lắc đầu, cầm cái đùi lên gặm. Ông đò nhìn ông Tuất ngại không biết nói gì. Hai người coi nhau như ruột thịt. Vậy mà để xảy ra cơ sự này. Ông đỏ hồ thẹn với lương tâm. Không nói không rằng. Ông uống hết ly rượu. Đang ốm men rượu sộc thẳng lên mũi. Khiến ông ho sù sụ. Nước mắt nước mũi chảy ra. Ông đỏ ôm lấy ông Tuất. Tất cả là tại tôi ông ạ. À. Tại tôi không bảo được con. Không. Ông không có lỗi. Đừng nói thế tôi không trách gì ông đâu ông tuất cười an ủi ngỡ như ông đỏ mới là người mang nợ hai người ôm nhau một lúc rồi vừa ăn vừa tâm sự chuyện quá khứ từ chuyện đi bộ đội đến chuyện làm hàng xóm của nhau ông tuất uống rất nhiều nhưng ông không say ông chỉ vào cái gạo mà nói với ông đỏ ít ra ông còn sướng hơn tôi bởi ông còn có cái gạo hiểu chuyện chưa tôi chỉ có hai đứa con tàn tật, ngày hầu giường cứt chiếu đái. Nếu tôi mà chết, chắc là chúng nó cũng chết. Bởi vì làm gì có ai trông chúng nó đâu. Nhiều khi tôi nghĩ, sao cái số mình nó khổ thế? Mình có làm gì ác đâu mà trời hành mình. Nhưng rốt cuộc tôi nghĩ lại, ở đời làm gì có công bằng, có đúng không ông? Ông đỏ buồn rầu gật đầu cuộc tâm sự kéo dài đến nửa đêm ăn xong mâm bát để nguyên si ông tuất bảo mai để ông dọn đuổi hai cha con nhà ông đỏ về nghỉ ngơi bởi vì ngày hôm nay ai cũng mệt mỏi cả rồi gạo vầng giả đỡ thầy về cô thấy may khi ông tuất nghĩ thông mọi chuyện ông phải sống vì các con mưa bòm bão đạn ông còn chẳng sợ thì chuyện này đâu có hề gì có phải không ấy thế nhưng không phải tất cả chỉ là cái vỏ bọc. Ông Tuất không hề mạnh mẽ như những gì ông nói. Sáng hôm sau, khi gạo nấu cháo và mang sang cho cha con ông Tuất một tô cháo đầy. Đã gần 8 giờ, song căn nhà hoang tàn, gạo gọi không có ai trả lời. "Bác Tuất ơi, bác đang ngủ đấy à? Dậy ăn cháo. Cháu mang cho bác này." Gạo vừa đi vừa gọi nhưng vẫn nhận lại sự im lìm. Cô sinh ra lo lắng là bởi không thấy tiếng hai đứa con tật nguyền ê a như mọi khi. Ông Tuất chưa dậy. Thế còn hai đứa kia chúng đi đâu? Vừa đi gạo gọi liên hồi. Tuy bên cạnh giường đồ ngồn ngang, cô vẫn đi sang bên, có cửa nguyên vẹn. Cửa không chốt, nên sau mấy giây trần trừ, gạo quyết định mở cánh cửa ra. Cô gạo lên thất thanh bởi trên trụ nhà, nơi có cái cột gỗ chưa sập, ba người nhà ông Tuất treo lửng lơ, toàn thân tím tái cứng đờ. Họ đã chết vào đêm, ngay sau khi cha con ông đỏ đi về. Gạo chi hô hàng xóm, sang hỗ trợ đưa người xuống. Hiếu cũng đi sang, hắn bàng hoàng không kém. Bởi vì hắn không nghĩ rằng ông Tuất lại làm liều đến độ này. Hơn nữa chẳng ai lại muốn trong đất nhà mình có người chết bao giờ. Không phải là một, mà tận ba mạng người. Ba người được hạ xuống tại ba cái chiếu mới tinh, trải trên sàn nhà đầy gạch vỡ. Nghĩ nó chùa chát thật, cả đời sống khổ cực nằm chiếu rách. Khi nằm được vào manh chiếu mới, cũng là lúc lìa đời. Hóa ra ngày hôm qua ông Tuất đi thắp hương về. Ông còn sách làn đi mua cho ba cho con, ba đoạn dây thừng mới tinh. Ông sợ mình cao số, người ta cứu được thì lại khổ sau khi treo chắc chắn hai đứa con mình tắc thở, ông mới thó lấy cái chai thuốc sâu, lắc đều trước khi uống, làm một hơi tu hết sạch, rồi mới từ từ bước lên cái ghế đầu, đã được đặt bên dưới. Sau đó ông cho đầu vào cái thòng lòng, và nhắm mắt chấp nhận. Gạo gạo lên đau đớn, trước ba người xấu số, cả đời ông Tuất cất công chạy chữa bệnh cho con cái, ấy vậy mà chỉ vì thằng hiếu lừa ông thả chết trong chính căn nhà của ông bà để lại còn hơn là giao cho kẻ ác trên cái bàn gỗ cạnh giường có một tờ giấy ghi vài dòng nghịch ngoạc ông tuất để lại trước lúc chết tào thả chết trên đất nhà mình còn hơn dọn đi để cho mày cướp cái loại thất đức bất nhân trời sẽ quả báo mày Tất cả đều biết người ông Tuất nhắc đến là ai. Xong nó không còn ý nghĩa gì vào lúc này. Đàm mà ông Tuất diễn ra vào chiều hôm ấy, chính trên mảnh đất nhà ông theo như di nguyện. Nhà thì đổ nát, bừa bãi gạch vỡ, ngói mái bay tứ tung, mỗi người một chân một tay dọn dẹp khoảng trống để quan tài. Nhìn căn nhà tiêu điều cùng ba cái áo quan, người ta chỉ biết trách hiếu tham lam dồn ông Tuất vào đường cùng. Gạo đưa ông đỏ sang nhìn hàng xóm lần cuối. Ông ôm lấy quan tài. Vì đang ốm cho nên gạo đưa ông về. Nếu không, ông sang đấy gặp hơi lạnh, lại ốm thêm. Ông đỏ bước đi trong tiếng người dì rào rèm pha, chê trách rằng ông đẻ ra một đứa con, lấy hết tiền của người khác, còn giết người yếu thế. Ở dưới quê có một cái rất nực cười Đó là bình thường không ai động vào Cho đến khi xảy ra chuyện Nhưng đến khi xảy ra rồi Họ liên tục đổ lỗi cho một người Được cho là liên quan để mang ra bàn tán mồ xẻ Biết không thể động đến Hiếu Bởi vì hắn có địa vị Người ta quay ra chửi ông đỏ Không biết cách dạy con Để nó ăn trên mồ hôi xương máu của người khác Khiến ông cúi mặt xuống đất Không dám nhìn ai để ông đỏ ở nhà, gạo lại sang lo đám. Mấy bà hàng xóm nhìn mặt cũng không ưa gì cô, nói bóng gió đủ đường. Càng nghĩ gạo càng căm thẳng hiếu. Chẳng biết nó đi đâu từ lúc bấy giờ không thò mặt về. Cũng không hỏi han xem, đám phải xử như thế nào, hay là bao giờ đem chôn Chiều tối, người làng đến ngồi uống nước nói chuyện, cho nhà bớt cô quạnh. Bà cỗ quan tài nằm sát nhau, Bên trên là nải chuối bát cơm quả trứng Nhàng khói cháy thoang thoảng Khiến ai cũng cay mắt Họ ồn lại những kỷ niệm của nhà ông Tuất Như lời tâm sự đối với người đã chết Bác ơi Sao bác lại làm thế hả bác Tiếng một người gào lên khóc tức tuổi Khiến tất cả giật mình im lặng Đồng loạt trong ra hướng cổng Không ai khác Cái giọng khắm như mắm tôm ấy Chính là Hiếu Hắn gào lên như thể bố hắn chết, tay cầm cái vòng hoa to hơn cây nia dựng giữa ba cái quan tài lạnh lẽo. Rồi cứ như vậy, hắn kể lề chuyện ngày xưa, kỷ niệm của hắn với ông Tuất. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, đa phần họ bĩu môi dài thườn thượt để chê bai. Bác ơi, bác ra đi đột ngột thế này là sao bác ơi? Sao bác không nói với con một lời? Bác đi rồi, Ai cho con ăn cơm lúc đói lúc khát bác ơi? Hắn kể nhiều lắm, khóc cũng ghê. Hắn gào lên đến nỗi sòi cả bọt mép. Nghĩ đúng là giả tạo. Khi mới sáng hôm qua, hắn còn bắt ông Tuất để đấy, để nhà cho hắn bằng được. Đến nỗi hắn thuê xe múc phá sập nhà của ông, vậy mà bây giờ hắn quỳ lạy như thế. Hắn là người tử tế nhất trên cuộc đời này. Vài người nói y với Hiếu, anh mà để ông Tuất ở lại thì đâu ra nông nỗi này. Giờ khóc thế, chứ anh khóc nữa. Ông ấy với hai đứa con cũng chẳng sống được đâu. Mà như thế có khi lại hay. Chết rồi, đỡ vướng anh san san đất. Người ta bảo giàu thì làm gì có tình người. Đúng hết đấy. Các bà nói như thế, khiến cho tôi cảm thấy ấy nấy. Tại ông Tuất đi chứ. Đúng hạn, tôi lấy nhà. Ông ấy nợ tôi đâu có sai. Phải như các bà, các bà có đòi không? làm cứ như mình lương thiện lắm. Sau lúc ông ấy còn sống, các ông các bà không cho ông ấy mượn tiền để trả cho tôi đi. Giờ ông ấy nghĩ quẩn đổ thừa cho tôi hại. Thật là buồn cười. Hôm trước ông ấy nói với tôi là đuối lắm rồi. Già dạ cả suốt ngày chạy vậy khắp nơi vay tiền chữa bệnh cho con. Ông ấy cũng khổ lắm. Có lẽ vì vậy, ông ấy mới nghĩ quẩn. Hiếu nói cứ như thật, nên tất cả thôi không còn trách móc. Có đúng hay không, hắn là người bốc phét thì chỉ có mình hắn biết. Người chết rồi không còn ý nghĩa gì. Thế nhưng đúng là phải nề hiếu một chỗ. Hôm trước hắn dồn người ta vào đường cùng, đến nỗi người ta không chịu được sức ép mà thắt cổ chết. Ấy vậy mà bây giờ hắn gào khóc thảm thiết như thế, việc người ta tự tử chả liên quan đích gì đến hắn. Ngược lại hắn thương ông Tuất như cha như mẹ. Cả cái làng này đã có ai chết mà được viếng hoa tươi đắt tiền thế này đâu đến bà đỏ đẻ ra hắn mùng một ngày giảm hắn còn chẳng mua được ba bông hoa để thắp nhang đến cái vòng hoa còn chả có sang ngày hôm sau ba người nhà ông tuất được chôn tại nghĩa địa quê nhà với sự tiếc thương của bà con làng xóm cả đời ông vất vả rồi đến lúc cần phải nghỉ ngơi và chính là chết cũng hết nợ Đám sứ nhà ông Tuất xong xuôi thì ngày mai lại là việc cúng cho cô Hường. Mấy hôm nay lo nhà ông Tuất khiến Gạo không có thời gian sang bên nhà bà Thanh, bởi cô cũng nghĩ rằng hai ông bà chín có thể thuyết phục được ông bà Thanh Long làm lễ để cho cô Hường một danh phận đàng hoàng, yên lòng người đã chết. Nào ngờ chiều nay, hai ông bà lại chạy sang báo với Gạo. Bà Thanh không cho cúng bái. Bà ấy bảo lúc sống, bà ấy không chấp nhận thì chết bà ấy không cho. Bà ấy nói xung quanh nhà bà ấy gắn nhiều bùa, nên không đời nào cô Hường vào được. Bây giờ, phải làm thế nào hả gạo? Thế hai bác có nói rằng cái thai cô Hường là con của thằng Quý không? Không kịp nói, mới chỉ mở mồm đòi làm lễ trong nhà. Thế mà, bà Thanh bà ấy gạt đi. Xong ấy, bà ấy đứng lên bà ấy có chịu nghe đâu. Mới đầu nghĩ kể chuyện ra, thì bà ấy sợ mà nghe răm rắp, có ai ngờ, bà ấy gan lì ghê gớm lắm. gạo tạc lưỡi, sao nhà ấy lại ngang ngược như vậy không biết? Tho lấy cây nón ở góc nhà, cô nói. đi thôi, cháu với hai bác sang bên đấy nói chuyện, còn không được nữa thì thôi, chấp nhận vậy, ai sống ác, người ấy tự gánh. gạo đi cùng hai ông bà chín sang bên nhà, bao nhiêu ngày mệt nhọc, nay lại lo đến chuyện này đến khổ cho cái thân cô vào đến nhà thấy đồ đạc để nguyên trong góc chắc là ông bà thanh long này về chưa lâu trong nhà bếp tiếng bà thanh chửi con dâu lanh lành tao dặn mày thế nào về quê phải biết mờ mồm ra mà chào hỏi người dưới ấy kỹ tính thân làm dâu mới phải để ý chứ đằng này tao đi sắm đồ với bác trưởng có một lúc mà mày lại cãi tay nhau đôi với con của bác ấy sau này ai còn mặt mũi nào mà về đang nói dở đoạn thì nghe tiếng bước chân người, khiến bà Thanh không nói nữa. Gạo đến bà long tong chạy ra niềm nở, khác hẳn với thái độ hằn học nói chuyện với con dâu. Gạo đến đi à? Cô mới về sáng nay, hôm nay cô chưa mở lại tiệm, cho nên sổ sách chưa có gì. Ngày mai cháu đến tính giúp cô nhé. À, cô có mua kẹo lạc với bánh gai, cháu mang về mà ăn. Gạo gật đầu nhận lấy gói kẹo với năm cái bánh gai, đang định nói chuyện với Gạo thì vợ chồng bà Chín thấp thỏm phía cửa. Vẫn bực mình vì chuyện ban sáng, ông bà ấy nói rằng không liên quan đến cô Hường, nên bà thanh đuổi khéo. Muộn rồi, hai ông bà không tính xem chuồng trại thế nào à? Dạo này đang bùng dịch đấy, lo mà quản cho tốt. Lớ đẫnh một tí là hỏng hết chuyện của tôi, tôi là tôi không trả lương cho đâu. Để cho hai người ấy đi, gạo lân la hỏi dăm ba câu rồi mới vào việc chính. Thấy cây thảo bị chửi đang ngồi trong bàn ăn, lâu lâu nó liếc mắt nhìn gạo, tỏ vẻ không vừa ý. Khi bà Thanh đối xử với gạo có phần nhẹ nhàng hơn nó, nó vô cùng khó chịu. Còn nó thì sảnh ra cái gì là bà ta chửi. Đáng lý chuyện này chỉ nên bàn riêng với bà Thanh để tránh phiền hà hoặc là bị người khác soi mói. Thế nhưng sớm muộn gì cây thảo cũng biết ý định của gạo. Cho nên cô nói với bà Thanh. Thím, thím có tin tưởng cháu không ạ à? cháu nói ra chuyện này liệu thím có nghe cháu không ơ ừ. này cháu đang muốn nói chuyện về cái hường có phải không xin lỗi cô không rảnh để nghe đâu kìa thím thím cứ từ từ để cháu nói thế chả nhẽ thím không muốn biết cái thai của cô hường thực sự là của ai sao đúng như lời bà chín kể chưa nói được giam câu bà thanh đã đùng đùng bỏ đi khi gạo nói về cái thai của cô hường nhằm tăng tính tò mò của bà thanh bà quay lại thật thế nhưng bà lại cười rồi nói cháu định nói đấy là con của chú long có phải không nếu là con của ông ấy thì sao mà không phải thì sao thì cô cũng chẳng cần quan tâm cô nói cho cháu hay chứ gia đình cô giàu có nhất cái làng này nhà có cả trang trại nghìn con có tiệm cầm đồ cỡ lớn tiền kiếm được không ít cho nên những con đàn bà lăng loàn muốn rình mò úp sọt chú lòng nhà cô không phải là hiếm nhưng như thế thì đã sao đàn ông ai không mê sắc gẹo nguyệt chiêu hoa nếu có đúng thật ý, thì chú ấy có phải lòng con hường nhưng nghĩ mà xem chú ấy không dạy gì mà bỏ cơ nghiệp tiền tài vợ con để chạy theo một con đĩ Có trách ý, chỉ trách những con đĩ mấy quá tham lam thiếu gì đưa vác bụng bầu đến nhà cô đòi trách nhiệm nhưng trách nhiệm vào mắt ngu thì chết chúng nó đáng bị như vậy. Cháu không phải là bào chú Long, mà quý mới là người khiến cho cô Hường có bầu. Cháu chỉ mong thím là người sáng suốt, mà suy nghĩ lâu dài. Những chuyện cháu nói ra đây, tất cả đều rất nghiêm túc. Bà Thanh nhíu lông mày không dám tin. Người đàn bà quyền lực trong mọi hoàn cảnh phải giật mình trước lời nói của gạo. Đáng lý bà chẳng muốn nghe đâu, vì chẳng xa lạ gì kịch bản gài dính bầu để bắt đền. Xong gạo nói quý mới là tác giả. Bà Thanh lại buồn cười và có hứng thú nghe đôi chút. Bà Thanh kéo xịch chiếc ghế ngồi gần vào gạo. Thì cái thảo bên trong nhà nghe em gái nhắc đến tên chồng mình. Nó khó chịu ra mặt. Phần vì nó không tin, phần vì nó đang có tật nên nhắc đến cô Hường. Nó cứ nhảy lên đành đách. Chắc hẳn nó đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Bởi sáng nay ông bà Chín cũng nói chuyện làm lễ cúng cô Hường. Giờ đến cái gạo cũng bàn về cô Hường. Tuy không biết rõ mục đích chính của buổi cúng cô Hường là gì Xong nó phải đối mặt Nó chạy sộc sọc ra và phản đối <laughs> Việc của mày đi à? Mày cứ thích ôm rơm cho dậm búng thế à? Tháo lại quắc mắc lên trời Gạo nhìn nó lạnh lùng Bởi vì trong đầu của cô bây giờ thực sự thấy ghê tờm con đĩ này Gạo thản nhiên Tôi ôm cái gì thì mặc xác thôi Hà cớ gì đến chị mà chị sợ tôi chỉ xin thím ấy làm lễ cho cô hường còn những chuyện khác tôi không can thiệp <laughs> Sời! thế mày là gì của con hường người thân hay ruột thịt gớm tử tế nhỉ u chết đấy tao không thấy mày nhắc gì đến u hôm nay còn đòi làm lễ cúng cho người dưng buồn cười thật đấy tôi cúng ai kệ tôi tôi sang nói chuyện với bà thanh đếch phải nói chuyện với con điên nhà chị sao Chị sợ tôi đào bới bí mật của chị lên có phải không? Im mồm đi, tôi để yên cho. Chưa định chơi con này thì xác định cuốn xéo khỏi ngôi nhà này. Còn riêng với thầy U nhé. Tôi đang làm đúng trách nhiệm của tôi. Tử tế đàng hoàng với nhau lúc sống. Chưa chết rồi mâm cao cỗ đầy. Chỉ tổ cho ruồi nó ăn. Gạo cũng gắt gòng. Bà úp mở chuyện. Viết con thảo đứng hình. Nó ấp úng không dám nói thêm. Bà Thanh thấy hai chị em nhà này nói mập mờ thì khó chịu. Bà quay sang chửi con dâu Mày im cái mồm đi Để cho nó kể Mày có cái thứ gì đâu Chị em mày cứ úp úp mờ mờ thế Có gì nói thẳng tuyệt ra Mập mờ khó chịu Trước lời của bà Thanh Hai chị em bất giác quay sang nhìn nhau Thảo lấy cớ chặn đầu không cho em nói Cũng không có chuyện gì đâu U Chẳng qua con nghe thấy anh Quý có dính líu Thì con không muốn nó kể bậy bạ Con lo là lo cho thể diện nhà mình Không biết thật hay là nói láo, lấy cớ để cúng cho con Hường. Chuyện này mà để lộ ra thì mang tiếng chết u à. Chị đang ghen đấy à? Hay là chính bản thân của chị cũng nghi ngờ chuyện đấy? Nếu như không sợ thì mắc mớ gì, chị phải can. Thôi, cứ để cho nó nói xem thế nào. Dù gì con Hường cũng chết rồi. Lo cái quái gì, nó ăn vạ được mình. Mẹ chồng nói vậy Thảo không ngăn được nữa. Nó lừa mắt nhìn em khó chịu, không nói thêm. Thảo ngồi xuống cạnh gạo để nghe ngóng. Thực sự, gạo đã biết thứ gì và có phải bí mật của nó đã bị bại lộ hay không? Gạo ngồi đấy và kể hết về những chi tiết được cho là của cô Hường gian díu với quý khi vào đây. Bà Thanh không nói gì, chỉ im lặng ngồi nghe. Lâu lâu đến chỗ nào dẫn chứng, gạo giải thích rõ ràng thì bà chỉ nhíu hai hàng lông mày. Nhưng không ai rõ bà đang nghĩ gì. Cái thảo ngồi đấy há hốc mồm, bởi thực sự gạo quá thông minh trước giờ nó không hề để ý đến em nó lại có đầu óc suy luận đến mức này những điều gạo nói từng chi tiết gạo chỉ ra đến cái điếu thuốc hiệu ban cô của chồng nó gạo cũng biết khiến cho thảo phục thực sự đến nó là vợ còn chẳng để ý đến mấy cái lặt vặt ấy và nó tin vào những dẫn chứng từ em gái điều ấy lại khiến cho nó lo lắng về bí mật của mình bị bại lộ Gạo kể xong xuôi thấy bà Thanh ngồi trầm ngâm. Cô hỏi tiếp. Thím có thắc mắc gì không? Sao thím không nói gì? Bà Thanh không đáp. Nét mặt vẫn vậy. Không ngạc nhiên. Không hoang mang hoàng sợ. Sau câu hỏi của gạo, bà nhìn cô và chớp mắt. Ừ. Um, kể xong có đúng không? Cũng hay đấy. Nếu với cái trí tưởng tượng này, thì con nên học về điều tra hình sự hay là khám nghiệm tử thi thì tốt hơn thím nói như vậy là sao thế chả nhẽ thím không tin điều cháu nói là sự thật sao cô phải tin cháu chứ mà nếu có thật thì con hường nó chết rồi nó chẳng thể nào sống lại mà bắt đền cô nhưng mà cô nghiêng về chuyện cháu bịa ra là nhiều trong nhà này không riêng gì thằng quý hút thuốc lá hiệu ban cô mà có cả ông long chồng cô hút ông chín cũng hút mấy lần Thế thì tại sao cháu cứ nhắm vào thằng Quý? Cứ ai hút thuốc, hiệu ban cô, đều là diện tình nghi à? Nếu suy luận của cháu ấy, thì cô thấy ông Chín mới là người có động cơ làm nó có bầu. Phòng thì gần nhau, lại ở trong khu trại lợn, cũng hút thuốc ban cô. Nếu ông Chín có tẳng tiệu ra vào thản nhiên phòng con hường, thì bà vợ cũng chẳng mày may nghi ngờ. Còn chuyện cháu nói vết giày của con hường dính rêu, áo nó bị rách, là do nó trèo vào phòng thằng quý Nhỡ như nó ăn cắp thì sao? Mấy câu thơ, vớ va vớ vẩn, đĩ thỏa lên giường của nó. Mà cháu cùng luận ra kiểu đấy, thì cô cũng chịu. Cô đuổi nó ra khỏi đây, là nghĩ tử tế cho nó lắm rồi. Chưa đẳng thắng ra mà nói nha, có gian díu với con cô thật, thì cô xé xác nó ra. Cháu cũng thấy rồi đấy, nó nhiều tuổi hơn thằng Quý phải 10 đến 15 tuổi. Làm gì có chuyện thằng Quý dụ được đứa già đầu như con Hường, nó ở đây chỉ làm tổ hư thằng bé thì có thằng quý nhờ cô vừa hoan lại vừa hiền làm gì có chuyện làm cho con nhà người ta có bầu xong nó chối bỏ trách nhiệm cháu nói cô lại càng thấy nó buồn cười lắm gạo à gạo cứng hàm trước câu phũ phàng của bà thanh một lời bà nói ra khiến cô không thể nói thêm được gì bà ấy lặng im hóa ra ngay từ đầu bà ta không tin lời gạo nói vậy mà bà ta ngồi nghe cứ như thật Mặt của gạo lúc này đơ ra như pho tượng, vì tình thế đào chiều, thuyết phục được bà Thanh còn khó hơn lên trời, chứ không dễ gì như cô nghĩ. Khó cũng phải thôi, vợ chồng nhà này nó làm nghề cho vay lãi cơ mà. Dễ gì đôi ba câu dọa dạ dẫm mà khiến cho mụ ta sợ. Khi đang còn không biết nói gì, bà Thanh lại tiếp tục. Đến bây giờ cô vẫn không tìm được một lý do nào thích hợp, khiến cho cháu xen vào chuyện này. Ruột thịt thì không, họ hàng lại càng không mà cháu cứ đè nhà cô ra phải chịu trách nhiệm với nó bắt nhà cô phải thờ phụng công nhận nó là dâu con cô nói đến đây cháu không thấy áy náy với chị cháu à nó đang làm con dâu của cô đấy mà kể cũng tài nhỉ cháu vào nhà cô để làm công tính toán sổ sách mà cháu lại dám vào cả phòng ngủ của nhà cô để soi mói cơ đấy thử hỏi cháu đi làm hay đi lục lọi nhà cô với cái tính cách này cô nghĩ cô không thể nào cho cháu làm việc ở đây được thảo này mày xuống gọi ông bà chín lên đây đang nói với gạo bà thanh quay ra sai con dâu xuống trang trại gọi ông bà chín lên nó nghĩ ông bà chín đuổi như đuổi gạo nên long tong chạy đi gạo không sợ nếu chuyện này do cô khơi mào mà ảnh hưởng đến việc làm của hai ông bà thì chắc chắn cô sẽ chịu nhận lỗi một mình hai ông bà chín lò dò bước lên nghĩ cũng khổ vừa mới bị đuổi xuống giờ lại bắt đi lên có mặt gạo hai ông bà chín ở đây bà thanh sẵn giọng tôi tin tưởng các người thật thà đi về quê có mấy ngày lo việc mà khi lên ấy người thương người gửi bắt tôi phải làm thế này thế kia bắt cúng bái đủ kiểu chưa hết còn đòi tôi cải táng cho con hường từ khi nào ông bà coi tôi là con ngu thế hả các người nói thì tôi phải nghe hết sao ở đây ai là chủ nhà Dăm ba câu đe dọa của các người mà khiến tôi sợ sao? Này, tôi mà biết sợ thì tôi không làm cái nghề vay lãi này. Trần đời tôi chỉ sợ người sống thôi. Chưa người chết là cái đếch gì. Thầy bà nào phán như thế? Gọi lên đây, xem tôi có vặn răng đi không. Bùa này tôi dán là xin ở chùa lớn nhất miền Bắc. Không phải là hạng rẻ tiền đâu mà chê. Việc nhà tôi, tôi biết tôi cần phải làm gì. Không cần các người phải khôn bây giờ tôi gọi hai người lên để hỏi xem các người có muốn làm việc nữa hay không hay là muốn nghỉ chưa tôi thấy toàn là lo chuyện bao đồng có làm việc đâu bà thành tức giận cuối cùng bà ấy cũng không tin lời cảnh cáo của gạo và ông bà chín thấy ông bà sắp sửa bị đuổi gạo vội vàng đứng ra nhận tội thím là do cháu ông bà chín không biết gì ông bà ấy chỉ nghe lời cháu truyền đạt lại mà thôi Chìa khóa phòng là do cháu ăn cắp để lên, không liên quan gì đến ông bà ấy. Có trách thì thím trách một mình cháu. Đừng có lôi hai người họ vào. Cháu xin nghỉ việc và xin hứa không nói năng chuyện vừa rồi cho bất kỳ ai. Thím à, thím đừng đuổi hai người họ. Cuối cùng, gạo vẫn nhất nhất đứng ra chịu một mình, khiến hai ông bà chín nhìn cô chảy nước mắt. Nhưng đúng như cô nói, họ không thể bỏ công việc này được. Thấy gạo nhận tội, Họ chỉ gật đầu cảm ơn cô gái nhỏ tốt bụng. Bà Thanh sau một hồi giận dữ, bà thờ dài, nguôi ngoai. Cái tính thẳng thắn kiên trực của gạo bà Thanh rất thích. Bà mến cô từ khi cô học cùng với thằng Quý, cho đến khi cô về đây chơi lần đầu và chịu ở lại cuối cùng, phụ bà giúp việc dọn dẹp. Gạo không những giỏi, xinh xắn, mà cách đối nhân xử thế khiến bà Thanh Quý vô cùng. Tuy không làm con dâu, song gặp gạo bà vẫn cởi mở, gần gũi, so với cây thảo còn có phần hơn. Cho đến bây giờ bà chửi như hát nước, xong cô không hé răng đổ lỗi, ngược lại còn nhận hết trách nhiệm về mình. Phải như con thảo, thì còn lâu nó mới nhận. Bà Thanh nhìn gạo lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng. Thật sự là cô rất quý cháu, mà cháu làm thế này khiến cô thất vọng lắm. Nếu hôm nay cô bao che mà tha cho cháu, thì nhà cô đúng là không còn phép tắc gì cô để ông bà chín làm việc như bình thường nhưng mà còn cháu ấy từ ngày mai cháu không phải đến đây làm việc nữa cô thanh toán tiền công mấy ngày làm cho cháu dạ không cần đâu ạ à. cháu không lấy thì tốt hơn mấy ngày vừa rồi ngoài cộng sổ ra cháu chưa làm được gì nếu được cô có thể cộng thêm phần của cháu cho hai bác ạ à? bà thanh gật đầu đồng ý nói thêm vài câu gạo đứng dậy đi về chuyện của ngôi nhà này từ nay về sau Cô không còn liên quan dính líu gì đến nữa. Đi học thì bị đuổi, đi làm công lại bị đuổi nốt, gạo thất thèo về nhà, cô thở dài nói một mình. "Ai, à, có phải mình sống không có tâm đâu nhỉ? Tại người ta không cho mình giúp ấy chứ. Thôi, bị đuổi thì về nhà chăm thầy, thầy mình đang ốm, đỡ phải đi." Nói thì nói vậy thôi, nhưng cô không yên tâm. Sáng hôm sau chạy qua nhà bà mù Lần này cô không xếp hàng nữa mà đi lên phía trên. Cô nói với người nhà bà mù. Phiền cậu vào báo với bà. Tôi là người nhà cô bị xét đánh. Đến đây có chuyện. Người kia gật đầu nhanh chóng vào nhanh. Tầm 5 phút sau, chạy ra mời gạo vào. Được gặp bà mù, cô có kể chuyện nhà bà Thanh không chịu hành lễ. Nếu như vậy thì chuyện tối nay cũng bái. E rằng khó lắm. Bà mù nghe xong không nói gì. Bà quay vào ban thờ lạy ba lạy rồi lần sờ lấy hai đồng xu nhặt lên lia qua miệng đĩa bà thầy lên nhẹ nhàng tuy mù vậy mà tung đồng xu lại không có đồng nào rơi ra ngoài bà đẩy về phía gạo và hỏi mặt chữ hay là mặt hình dạ tất cả đều mặt chữ ạ à? ai không cho thì thôi kệ xác nhà nó đêm nay mà không cúng thì coi như không còn cơ hội mà nhìn vào đồng xu có thể đoán vong không muốn cho mày hai ông bà kia và cả tao xen vào đâu thôi số định rồi trách làm sao được trách ấy là trách nhà nó ăn ở bạc thôi dừng lại được rồi để cho nhà nó tự giải quyết cạo nhìn vào bà mù bụng cô thì bảo mặc kệ nhưng mà đầu của cô lại nghĩ thương hại nhà bà thanh cô lại hỏi thêm một lần nữa không còn cách nào à bà bà là thầy cơ mà Chẳng phải thầy bói có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện sao? Cháu không tin, bà không có cách giải quyết. Chẳng qua là bà không muốn giúp thôi. Ờ hay, cái con đĩ thầy này, tao là thầy bói, chứ là mẹ đẻ ra vong đâu, mà mày bảo tao nói gì vong nghe. Thầy bói chỉ là người đứng ở giữa, bắt cầu thương thảo, giữa người sống và người chết thôi. Chứ tao mà giỏi đến độ, nói gì ma cũng nghe, thì chẳng việc gì tao ngồi đây xem bói nói chuyện với ma khó lắm nói chuyện với quỷ lại còn khó hơn thế mày biết tại sao người ta lại sợ những vong hồn người chết xét đánh không bởi vì nó ác nó chết bệnh chết tật chết đuối chết tai nạn nó không gai bằng chết do trời đánh mày hiểu chưa gạo nghe xong chỉ biết thở dài lần này coi như là số mệnh dù coi như thế nào thì cũng không ai cứu vãn được gạo đội nón đi về Bà mù im lặng nghe tiếng bước chân của cô đi xa, sau đó chép miệng, bà nói một mình. Mày cứ tốt với chúng nó như thế, nhưng mà nhà nó có biết đấy là đâu. Bà không chửi mày thì chắc có nhẽ mày vẫn đi tìm cách mà cứu nhà nó. Sống ở đời ngoài việc của mình ra thì dính ít đến chuyện ngoài đường thôi, không có ngày lại mang vạ vào thân. Giống như thấy người sắp chết đuối, nhiều người xuống cứu nó, cũng nhấn mình chết chìm. Cho nên tốt nhất chỉ cần sống khôn khéo Còn không cao thượng cũng không chết Bên nhà ông Long quý đi từ sáng hôm qua đến bây giờ Vừa về thì vứt túi quần áo xuống Cuộc nói chuyện của gạo ngày hôm qua Khiến bà Thanh không khỏi giật mình Xong vì sĩ diện Bà vẫn một mực khẳng định không tin Nhưng trong lòng thì có khác nào bị kiến cắn Bà muốn hỏi con trai cho ra nhẽ Cho nên khi thấy con về Bà gọi ngay Đi đâu mà bây giờ mới vác cái mặt về Anh ngồi xuống đây U có chuyện muốn nói với anh Nghe bà Thanh gọi Quý cứ lừ đừ ngồi xuống cạnh mẹ Hắn nhìn bà chăm chăm Này U hỏi nhá Giữa mày với con Hường có gì không Mày phải trả lời thật cho U Ôi dào ơi U hỏi vớ va vớ vẩn cái gì Có cái gì là có cái gì Ý của U hỏi Có phải là lòng nhau không ấy à Con như thế này mà phải đi lái máy bay bà già sao u ăn phải cái gì thế à quý nhảy ngược lên không nhận thấy con mình vẫn bình thường khỏe mạnh và khẳng định không có quan hệ gì bất chính với hường khiến cho bà thanh thở phào giống như trên người bà có tàng đá đè nay được dẹp bỏ bao nhiêu nghi ngờ chỉ sau một câu nói của quý cũng đủ để bà thanh tin rằng con nói thật từ chi con trai lên phòng bà lại dặn dò thêm mấy lá bùa bình an u xin trên chùa đang giữ bên người đấy chứ Hả Nhớ phải luôn mang theo bên mình Nghe chưa Quý gật đầu lững thững bước lên phòng Vừa đi lên cầu thang hắn vừa cởi áo Một thói quen hàng ngày của hắn Khiến bà càng tin con trai chẳng là bị làm sao Có chẳng chỉ là do gạo bịa đặt ra điều đó Bà ngồi xuống ghế tự nói một mình Mà mình cũng dở lắm cơ Con trai của mình mình không tin Lại đi tin cái đứa đặt điều Thằng Quý nó đẹp trai, nhà mình giàu có, thiếu đách gì con gái theo. Bao nhiêu đứa muốn hầu hạ nó còn không được. Thiếu chó gì đứa tốt, mà lại đi ăn nằm với con nĩ hôi hám ấy. Có thế mà mình lại đi tin lời con gạo, nghi ngờ con trai của mình. Chắc con bé bây giờ mới ngẫm ra. Thấy chị gái ăn sung mặc sướng, giàu có, cho nên đặt điều phá đám đây mà. Đúng là giỏi mấy, thì ai cũng có tính sân si, Bà Thanh bật cười lắc đầu khoái chí Lật lại sổ sách và xem Bên trên tầng Thảo đang nằm ườn ra Nó để cửa khép hờ Nghe thấy tiếng chân chồng về mỗi lúc một gần Nó nhắm mắt ra vờ ngủ Thảo hồi hộp chờ đợi chồng lên Tiếng chốt cửa nghe cách cạch Khiến cho nó đứng hình Tim đập liên hồi vì nôn nao Đúng như những gì nó dự đoán Quý sau khi chốt cửa lại Cởi được cái quần dài Hắn nhào bồ vào người vợ Mân mê xoa nắn cơ thể của thảo đi rúc vào đít con nào bây giờ mới vác mặt về làm gì có con nào đi mang tiền về chưa chơi bời gì đâu giọng của nó hờn rỗi trách quý quý lại thề thảo nói bên tai xong cầm cái quần dài lấy trong túi ra sấp tiền dúi thẳng vào người của sữa có tiền thảo mới hạ giọng mà không đành hanh nó cũng không hỏi gì vấn đề về cô hường bởi cuộc nói chuyện của chồng nó với bà Thanh, nó nghe lỏm được hết rồi. Chính bây giờ, nó cũng nghĩ rằng em gái của nó đang ghen ăn tức ở với mình, sau đó bịa chuyện để phá đám. Khi còn đang mải mê đếm tiền, quý cởi váy của nó từ lúc nào, thao để tiền vào ngăn kéo, rồi nằm dạng chân, chờ chồng sơi. Kể ra chuyện chăn gối vợ chồng nó rất đều đặn, phần vì mới cưới chưa có con, phần vì cả hai đều có nhu cầu tương đối cao, một tuần nó phải hành nhau đến 5-6 lần. Mỗi khi thức dậy cả người mệt lử, song vẫn rất hứng thú. Đầu óc suy nghĩ miền man, thì quý lao vào, cắn cổ nó. Bất ngờ khiến Thảo gào lên đau đớn. Nó đẩy chồng nó ra, xong quý cứ sấn vào, cặp lấy chân của nó, hôn hít lên khắp cơ thể của nó. Thảo à, em đẹp lắm. Và câu thả thính cùng hơi thở phà vào tai, khiến cho Thảo sờn da gà thích thú. Nó cười khành khạch và chiều chồng. Thảo nghĩ có lẽ hôm nay quý say, mình hơn mọi ngày, cho nên mới thô bạo với nó. Mà nó thì có ngán, đàn ông bao giờ. Quý tôm lấy tóc của nó, bóp chặt cả hai tay của nó khóa ở phía sau. Quý cưỡi lên người vợ như cưỡi ngựa, khiến cái thảo gào lên, nhưng hắn không buông tha. Chọc chọc nó cắn vào cổ vào eo của vợ, đến nỗi hằn cả hàm răng vào da, khiến thảo không biết làm gì, ngoài cắn răng chịu đựng. Quý hôm nay thô bạo hơn mọi ngày, khiến cả người thảo đau đớn rớm máu. Nhìn thân nó tàn tạ, chẳng ai dám nghĩ nó vừa yêu đương với chồng. Tiếng rền vàng lên đến bà Thanh dưới nhà còn nghe thấy. Nghĩ thì tức, xong bà lại nói với bản thân, sợ Thảo là con dâu của bà, chúng nó sớm có con ngày nào, thì bà mừng ngày ấy. Kết thúc một hiệp, Thảo nằm vật ra như con chết trôi, toàn thân rũ rượi, bên cạnh quý đang ngủ ngon lành. Sáng giờ Thảo chưa ăn gì, giờ còn phục vụ chồng, khiến nó giống như rời từng đốt xương. Đói bụng nó xuống dưới nhà, ăn tạm cái gì lót dạ. Bà Thành đi ra thấy con dâu, bà đưa cho nó một ít tiền. Dậy sớm thế, mới có 12 giờ trưa thôi. Mà này, mày cầm ít tiền, mang sang trả cho con gạo. Sao hôm qua nó bảo không cần mà U? Nói thế rồi, U đưa cho nó làm gì? Mày cứ cầm sang, tao cho nó chứ không phải cho mày. Mà nó là em của mày, tao cho nó tiền mày phải mừng mới đúng chứ. Đằng này lại gàn gan cái gì? Mày làm chị kiểu gì thế à? Mà nói ra thì buồn cười, lấy chồng cùng làng cùng xã mà chẳng bao giờ tao thấy mày về thăm ông đỏ khi nào. Này, ăn sung mặc sướng nhưng mà đừng quên mình chui ra từ lỗ nào. Số tiền này mày đưa cho con gạo, nói rằng tao trả công mấy ngày làm. Tao cũng không muốn người làng chửi tao ác cứ nói với nó là tao trả công mà lần sau chúng mày quần nhau thì be bé, bé cái mồm thôi nói nhỏ sợ người ngoài không biết mình đang làm gì à đúng là đủ vô văn hóa nói xong bà thanh bước ra ngoài Thảo bị mẹ chồng chửi thì lèm bèm nó bĩu môi tao không ác gớm chửa không ác ấy chỉ có quá ác thôi ăn vội bát cơm Thảo lên phòng thay bộ quần áo tử tế thì thấy giường quý đã dậy từ lúc nào. Hắn chẳng có mảnh vải nào che thân, nằm phơi hàng ra chờ vợ. Thảo bị vắt kiệt sức thì làm lơ coi như không thấy. Nhưng mà đời nào nó thoát, quý đến kéo người nó lôi ngã xuống giường. Hắn xé toạc cây váy vợ mặc rồi ngấu nghiến, khiến cho Thảo gào lên đau đớn. Nó không tài nào đẩy được quý ra khỏi người. Hắn thì như con mãnh thú vồ vập khiến cho Thảo bị cặp chặt cứng, chỉ cai nhau có vài tiếng ngắn ngủi nó bị chồng hành tưởng không đứng được kết thúc một hiệp nữa nó phải nhanh chân ra khỏi nhà bởi vì nó sợ làng vàng ở đây quý lại động dục thêm một lần nữa nó đi sang nhà bố đẻ đúng như lời bà thanh nói khi giàu sang người ta hay quên đi năm tháng bần hàn giờ nhắc về thăm người đè ra mình quả thật là khó nhọc khi đi sang bên nhà nó thấy gạo đang lấy cháo cho ông đỏ ăn có mấy ngày không nhìn thấy mà ông đò già đi, chân tay chỉ còn ra với xương đen nhèm. Nó vừa vào, liền trách móc em. Mày ở nhà đỡ đần thầy kiểu gì mà thầy ốm thế này? Mày không biết đường mà cho thầy đi viện à? Thảo sỗ sàng, chửi mắng. Ông đò ăn được vài miếng xua tay ra hiệu không ăn thêm, nhưng gạo vẫn ép, mà kể con chị đứng ngoài cửa dậy đòi. Thầy phải ăn vào mới có sức chứ, mới được có giam miếng võ tráng dạ này ăn thêm vài miếng thầy ạ à. gạo lại cho thầy ăn cố gắng mãi cũng hết lưng bát cháo ăn xong xuôi ông ngồi lên giường nói với thảo mày về nhà sau không vào định có người mời mày mới vào hay sao nó đang nhìn xung quanh nhà ông đỏ nhìn sang cả căn nhà đồ nát của ông tuất nó nghe phòng phanh được câu chuyện giữa nhà ông tuất và anh trai của mình nhà ông tuất phá đi trông rộng phết nhỉ Lão Hiếu nhà mình được phết đấy, lại kiếm được mảnh đất rồi. Bảy cầu vô tư của Thảo khiến mặt ông đỏ lại xị ra buồn. Nó biết anh nó lấy nhà ông Tuất, nhưng lại mất là kể từ hôm ấy người ta chửi vào mặt của ông. Chửi ông không biết cách dạy con, chửi ông không biết cách sống với làng xóm. Suy nghĩ nhiều khiến cho ông ốm, nay lại càng thêm ốm nặng. Biết con chị mình vừa chọc một vết thương gì máu của thầy, gạo làng sang chuyện khác chị rảnh rỗi có thời gian sang chơi với thầy cơ à hay là nghe tin thầy ốm sang chăm ôi dào ai rảnh đâu bà Thanh bảo tao sang đưa tiền cho mày sướng nhất mày rồi nhá nghỉ làm thế mà cứ được thanh toán đầy đủ Thảo thật thà phang ngay câu lạnh lùng thà nó cứ nói dối sang thăm ông đỏ để cho bớt chạnh lòng đằng này nó nói khác gì sắt muối vào ruột người cha bệnh tật nó nhấp nước bọt đếm tiền ông đỏ không biết gạo bị đuổi bởi vì cô đang giấu ông mới hỏi con gạo à sao lại bị đuổi mới đi được có mấy hôm con con lại giấu thầy nó không nói cho thầy biết à con gạo nó làm cũng tốt chỉ mỗi tội là không biết điều ở giam hôm đi lục lọi nhà người ta lại còn vào hùa với ông bà chín bắt bà thanh làm lễ cúng con hường nghĩ buồn cười nhở việc của mày quái đâu mà mày ngứa mồm đấy tôi chỉ xem thôi chưa ăn cắp ăn trộm cái gì Không làm ở đấy Thì tôi kiếm nhà khác tôi làm Thiếu đếch gì việc Bà bà Thanh trả tôi bao tiền <laughs> Đúng là mày thích tiền cơ mà Tao thấy mày không lấy Chắc là mày định cho bà chín cơ gì Chẳng phải bà Thanh bắt chị mang sang trả tôi sao Không lấy Để chị liếm mất à Mà đấy Mồm đứa nào bảo lấy chồng giàu Thì mang tiền về cho thầy bớt khổ Mà từ hôm lấy chồng xong Chẳng thấy cho thầy một đồng một cắc nào gạo bật lại nó lèm mềm, đưa tiền công cho gạo đưa thừa từ hai trăm nó nói tiếp đây tiền công đây còn chỗ này mua thức ăn cho thầy nhận lấy chỗ tiền gạo đếm lại một lần nữa lần này cũng đủ đầy tháng này không nghĩ ngợi tiền thuốc thang cho thầy cho thầy ăn xong gạo mới ăn cơm một mình thảo ngồi đấy nhìn em ăn kham khổ thì chê nó không hiểu tại sao sau bao nhiêu năm nó sống trong cảnh bần hàn này được thảo thầm cảm thấy may mắn khi được sang nhà ông Long ăn sung mặc sướng. Nó nghĩ nếu gạo mà giống mình thì chắc chắn gạo còn thao hóa ăn chơi hơn nó. Thảo ngồi chơi đến tận chiều, Hiếu vui vui đi từ đâu về, thấy Thảo sang thì niềm nở, Hiếu giới thiệu vợ mới ngay. Giới thiệu với vợ đây là Thảo, em ruột của chồng, cô này lấy chồng nhà to nhất xã, chuyên làm cầm cố mà hôm trước anh chỉ nhà cho em đấy. Còn giới thiệu với cô Thảo, đây là chị dâu mới làm gội đầu trên huyện thảo gật đầu khinh khỉnh ra điều quý phái nhớ năm nào nó nghèo hèn chạy sang bên tìm anh trai bị khuê đánh cho lệch mặt nay đẳng cấp khác rồi nó lấy nhà giàu cho nên mặt nó vênh vênh ôi thảo đấy à chị nghe anh hiếu kể về em suốt nói chị không có tin em xinh xắn thế này đâu đúng là đẹp lúc nào cũng tốt phước thảo lúc này nở mày nửa mũi nó chỉ vào tay cổ gạo đang cầm mấy đồng vừa đưa, chưa kịp cất. Nói sĩ. Em nghe tin thầy ốm, nên ghé về nhà xem thế nào. Thầy đúng là xanh sao quá anh chị ạ. À. Em vừa mới đưa cho con gạo vài đồng thuốc thang cho thầy. Anh chị gần đây tranh thủ, qua mà ngó thầy, xem thầy đau ốm thế nào. Dạ rồi không khỏe như ngày xưa đâu. Eo hôi, sao thầy lại khéo đẻ ra đứa con, đã sinh lại còn nghĩ xa như em chứ. Thầy đúng là mát mặt lo nghĩ như vậy nên được gà vào nhà giàu. Âu cũng đúng số đúng phận. Chị nói sao? Thầy rát mặt làm sao? Làm sao mà rát mặt? Gạo chố mắt ra nhìn ba đứa chúng nó thảo mai với nhau. Thầy vui. Lúc này nịnh cái thảo giàu có. Gạo nghe câu mắt mặt. Thành rát mặt. Thì hỏi lại. Nghĩ cũng khổ thật. Tiền mình làm ra thế mà giam phút sau. Lại biến thành tiền con thảo. Mang sang cho thầy. Ông đỏ tuy mệt. Xong thấy mấy đứa con bàn nhau chăm mình, ông lại ấm lòng bao nhiêu. Về già khi ốm khi đau, có mấy ai còn quan trọng chuyện sang giàu, mà niềm hạnh phúc nhất chính là các con mình báo hiếu lúc mình về già. Hiếu nghe vui nịnh thì ưng bụng, tuy già giao diện hơi xấu, xong được cái mồm, khéo như chồng, Trải ngược hẳn với lời cảm giảm của khuê. Đối với hắn mà nói, người mà nói ngọt ấy, quan trọng hơn bất cứ giá nào. Nếu như nhà ông Tuất không nhờ hắn nói dễ nghe, thì của đâu mà lấy được đất. Này cái thảo được gà vào nhà ông Long, tuy hơi nghi ngờ vì thủ đoạn của em gái mình, xong việc nó làm dâu ở nhà đấy, hoàn toàn đúng với thực tế. Định bợ em gái mình không chỉ là lời nói xuông, mà còn là cách để hắn làm thân, sau này dễ vay tiền. Suốt trong tối ra hộp nước sâm đắt tiền, Hiếu đi đến trước mặt ông thầy, rồi mở nắp một chai án đưa cho ông đỏ trình bày con có nhờ anh đồng nghiệp trên hà nội công tác mua về cho thầy một hộp nước sâm loại này là nhập khẩu đấy thầy quý lắm thầy uống vào cho khỏe thầy ơi thầy đang ốm đấy thầy để con xem hộp sâm này thế nào rồi thầy hãy uống cạo thấy vỏ hộp màu xanh trong cạch cỡm thì lên tiếng đòi kiểm tra nhưng thảo tỏ vẻ không đồng ý ơ hai người ốm uống nước sâm cho khỏe là đúng rồi cần cái gì mày phải kiểm tra mật lòng anh hiếu có lòng mà mày làm như người ta bỏ độc cho thầy uống không bằng cứ để cho nó kiểm tra nó thì kinh rồi hôm lão tuất nợ tiền anh nó còn chửi tay đôi với anh cơ mà đúng là kiểu cõng rắn cắn gà nhà không để có thầy chắc là anh tát chết mẹ nó rồi ôi giào ơi sao mày dại thế hả gạo người trong nhà thì mày phải bênh chứ Đúng là học càng giỏi thì càng ngu. Hai anh em con Thảo thằng Hiếu đứa tung đứa hứng vùi dập gạo. Hiếu hối thúc ông đỏ uống cạn cái lọ sâm bé chỉ bằng ngón chân cái. Gạo thấy hai đứa nói chuyện nhân văn quá, lại tiếp tục hỏi. Toàn những thanh niên Hiếu Thảo. Thế ai là người đi tắm cho thầy đây? Mấy ngày hôm nay thầy chưa tắm rồi. Trong bếp có nước nóng rồi đấy. Ai đưa thầy đi tắm nào? Những người lắm tiền lắm của ơi! gạo nói rồi chìa cái khăn mặt ở trên dây phơi ra xem đứa nào cầm ban nãy đứa nào đứa nấy hô to là thương thầy quan tâm thầy ấy thế mà bây giờ hỏi ai đi tắm cho thầy thì không có đứa nào đi thảo láo liền con mắt sau đó tặc lưỡi ờ ôi dạo ơi mày ở nhà chơi không thì mày tắm cho thầy đi anh chị bận bỏ xử ra thời gian đâu mà tắm đúng rồi đấy gạo nó khéo tay trăm người ốm là nhất gạo chồng anh chị mình chối việc Cô bật cười mỉa mai. Thế phải đứa vụng về thì nó không chăm bà Những người bận bịu suốt ngày, người ta quăng thầy vào giọt xác hay sao? Bận đến nỗi không dành được 10 phút tắm cho thầy cơ đấy. Từ nãy tới giờ anh chị ngồi được hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ chẳng có người nào là người rảnh rỗi. Chẳng qua người ta không kể thôi. Lần sau lười thì vặn cái loa bé bé thôi. Còn thích hiếu thảo thì sắn tay áo lên. Bà làm, Đúng là một lũ bốc phét Ơ kìa Bị em út vỗ vào mặt thì im như hạt thóc Chẳng ai dám hé răng nửa lời Đúng thật Giỏi hay không thì phải làm mới biết Chưa nói mồm xuông Ai mà chả nói được Thầy ca còn tị nhau tắm cho mình Ông đò mệt nhọc lên tiếng Chúng mày không phải cãi nhau Thầy vẫn còn tắm được May là thầy chưa liệt đấy Chưa nằm một chỗ Chắc là anh em mình đánh nhau nói xong ông đò đứng dậy lom khom đi ra ngoài gạo bước đi theo trước khi đi gạo nói với ba người nói trước mặt đấy tôi sợ thầy buồn chưa đáng nhẽ thầy ốm không làm được thì hai người phải chia tiền nuôi thầy mới đúng mang tiếng giàu có nhưng ngoài thương miệng thôi thương môi ra hai người chẳng làm được cái tích sự gì đừng có tị nạnh với tôi bởi vì chỉ ít tôi còn chăm được thầy nếu như đổi lại có ai chăm được thầy tôi đi làm tôi gửi tiền ngay. Nói vậy nhưng cả thằng Hiếu và con Thảo im bặt, không hé răng được nửa lời. Bởi nuôi chúng nó cũng không làm được, mà rời đồng tiền ra nuôi thì lại càng khó khăn. Cả bước ra ngoài thở dài. Nói vậy thôi, chứ hỏng được gì từ hai con người bội bạc ấy. Ông đò ngồi ở ngoài sân giếng chờ con pha nước tắm. Ôm đau nên phải cách vài ngày, gạo mấy tắm cho ông một lần Mỗi lần như vậy cô đều lấy xả, bưởi, hương nhu, đun lên cho thầy tắm, sợ ông cảm. Gạo cẩn thận để bốn cây ghế gỗ xung quanh, rồi căng bạt cho ông đỏ ngồi giữa sông hơi, cho thoải mái. Nhìn cái dáng hao gầy tay chân thoăn thoát của gạo, làm rất thuần thục, ba đứa to trong nhà, căng mắt ra nhìn, không nói lời nào. Không thể phủ nhận từ khi thằng Hiếu chiếm được cái nhà của ông Tuất, nó bộc lộ một nửa con người của nó. Bên ngoài, nó ăn nói vẫn ngọt, vẫn lịch sự, vẫn lễ phép, nhẹ nhàng như cái cách nó dồn ông Tuất vào đường cùng. Đối với em gái, nó không còn mềm mỏng được bởi năm lần bày lượt gạo cản chờ hắn. Nếu không có ông đỏ, không biết anh em có còn nhìn mặt nhau nữa hay không? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 18 của câu chuyện Giá của cái nghèo được viết bởi tác giả Giao Ninh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Tâm An trong câu chuyện này. Sau khi mà lắng nghe xong tập 18, Tâm An cảm thấy rất phẫn nộ bởi vì cách sống của Hiếu cứ tưởng rằng là hắn ta quay đầu làm bờ. Nhưng mà thực sự không phải như vậy. Khi mà ông ông Tuất, ông ấy mất nhà, ông ấy uất ức đến mức độ mà ông ấy tự tử cùng với hai đứa con. Thực sự lúc đấy là Tâm An cảm thấy là cuộc đời này nó mong manh, nó giống như là ngày hôm qua có một người mang đến tiền chúng ta cho chúng ta hy vọng đúng không ạ cho chúng ta cảm nhận được là có rất là nhiều tình thương ở xung quanh cảm nhận được rằng là chúng ta phải sống phải sống thật tốt để bù đắp cho người đó nhưng mà đến ngày hôm nay thì người ta lại lặt lọng sang cướp nhà cướp đất của chúng ta niềm tin vụn vỡ nó không còn là vẻ bề ngoài nữa mà nó bị vụn vỡ từ bên trong thế nên cái chết của ông tuất cảnh tỉnh chúng ta rất nhiều trong cuộc sống này có thể là tin tưởng nhưng mà phải dành 50% cho bản thân mình để quay đầu lại, để không khỏi bỡ ngỡ với những người tốt với mình đột xuất và còn cả cái chuyện mà Hiếu chiếm đất như vậy, chiếm nhà như vậy, khiến cho ông phải tự tử thì hắn ta phải trả giá như thế nào. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 19 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Hãy cùng đồng hành và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và trọn vẹn hạnh phúc.